Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Xem sao hạn 2021 và sao chiếu mệnh nữ mạng Ất Tỵ, Bình sao, Mộc Đức còn gọi là Tuế tinh. Một trong 9 đại hành tinh của hệ mặt trời, dựa vào quy luật vận hành giữa các thiên thể xung quanh Mộc tinh để tìm ra các năm kỵ với bản mệnh. Nên cửu diệu pháp còn được gọi thành Tuế tinh kỵ niên pháp, nói cách khác thái tuế chính là Mộc tinh. Vì cứ 20 năm Mộc tinh lại hoàn thành một chu kỳ, nên thời cổ đại gọi nó là Tuế tinh, vừa là một hành tinh, ngôi sao, lại vừa là một trong những vị thần được sùng bái từ xa xưa. Trong đạo giáo Mộc tinh thuộc ngũ tinh quân, còn được xưng danh Đông Phương Mộc Đức Tuế tinh trùng hoa tinh quân. Trong sách Động Nguyên tập quận 7 có ghi, Đông Phương Mộc Đức tinh quân, mộc là tinh chất. Con của Thương Đế, ánh sáng chiếu 30 vạn dặm, rộng 100 dặm, 20 năm vận hành đủ một chu kỳ. Chân quân đội ngũ sao cài chu sa, áo xanh thiên thanh thêu hạc thọ, cầm ngọc giản, bảo kiếm bạch ngọc hòn bội. Ngài coi sóc cỏ cây, thảo mộc nhân gian, long xà quy lân thủy tộc, những chuyện mưa gió đời thường. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng. Tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng, có người chỉ bảo vượng đường làm ăn. Ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương. Nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an, Mộc tinh cát tinh, cát vận, gặp khó khăn mà không hoang mang thì chuyện gì cũng thành công. Người có tinh tú này tọa mệnh trong năm thì giống như đi qua sông mà gặp được thuyền, vạn sự tốt lành. Như ý, tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp cần thận trọng đề phòng thất bại. Có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh. Đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Cát vận, may mắn trong công việc có bạn bè mới, thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh. Hôn nhân hòa hợp, phụ nữ. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Nữ có thai mà được Mộc tinh soi chiếu thì đứa trẻ sinh ra dù trai hay gái đều có tính tình cương nghị, thẳng thắn, nhẫn nại, điềm tĩnh, có dấu hiệu nổi danh sau này. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp Mộc Đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi. An toàn, hung vận, gặp họa huyết quang, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an. Không có gì đáng ngại, bình hạn, gặp hạn tam kheo trong năm hay nhức mỏi tay chân, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu. Đề phòng ghẻ lở ngoài da và đau mắt, tránh tụ họp đông người e gặp sự rủi ro, tránh khiêu khích. Nên nhẫn nhịn, đề phòng thương tích tay chân, giữ gìn tránh hỏa hoạn, cúng sao giải hạn 2021. Dù cửu tinh chiếu mệnh là hung hay cắt đều phải hóa giải, nguyên tắc thuận ta thì cắt, hung ta thì tránh. Vừa giúp bản mệnh cắt càng thêm cắt, hung thì không chuyển thành họa. Thời gian 5 giờ đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 1 âm lịch. Cách thức cúng dâng sao Mộc Đức: đóng kín các cửa sổ trong nhà, đặt hương án, bàn thờ ở hướng chính đông. Trên bàn đặt giấy màu vàng hoặc xanh lá cây ghi tên tinh tú tọa bản mệnh phương đông giáp Mộc Đức tinh quân. Dùng một cây rìu nếu có chặn tờ giấy này, sau đó lấy vải đỏ che kín giấy và rìu, nhớ đặt đồ này đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính đông tĩnh tọa thiền trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. Qua 7 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Thường ngày, trong nhà nên treo nhiều vật cát tường cầu thuận lợi hanh thông hay đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím như mã não đỏ, hồng ngọc, ngọc hồng lựu để hộ mệnh. Cách khấn: cung thỉnh Thiên Đình Thanh Văn Cung Đại Thánh Trung Quang Triều Nguyên Mộc Tinh Quân vị tiền. Cách giải: cát tinh hạ giới thích ánh sáng, cát tinh đảm bảo bình an phúc thọ gia tăng. Ngũ hành đối ứng, ngày cửu tinh hạ giới thì nên tôn kính, dâng đèn đón tiếp, như vậy chủ nhân sẽ có chuyện làm ăn hưng thịnh. Tiền đồ sán lạn, gặp hung hóa cắt có thể đốt 30 ngọn nến để cầu một năm hòa thuận, tăng tuổi thọ, tiền bạc dồi dào. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.